Này học phần tiếp theo của bài kệ khải hoàn 12 nhân duyên. Hôm nay là ái duyên cho thủ tan nha cách trả ra upadana. Ái duyên thủ do tham ái nên sinh ra chấp thủ. Tham ái sinh thì chấp thủ sinh, tham ái là nhân và chấp thủ là quả. Hôm trước là về thọ duyên ái, hôm nay là ái duyên cho thủ. Ái có nghĩa là tham ái. Ái có nghĩa là mình yêu quý một cái gì đó thì nó được gọi là ái. Thì từ cái ái này nó sinh ra cái chấp trước. Còn thủ có nghĩa là mình chấp thủ, mình dính mắc vào một cái gì đó, mình chấp trước một cái gì đó. Ở thế gian người ta có cái từ bảo thủ. Cái người này bảo thủ tức là bảo thủ cái quan điểm của mình. Thì cái thủ này nó cũng gần giống như cái bảo thủ ấy. cái người bảo thủ ấy là cái người mà cứ cho rằng cái ý của mình là đúng, mình không chấp nhận cái ý của người khác và cái ý của tôi mới là đúng, cái việc làm của tôi mới là đúng, cái nhận thức của tôi mới là đúng, cái hiểu biết của tôi mới là đúng, cái con đường của tôi đi mới là đúng. Mình không chấp nhận bất cứ cái quan điểm nào khác. Thì cái người đấy được gọi là bảo thủ. Vậy cái gì nó sinh ra cái bảo thủ? Cái gì mà nó lại sinh ra cái bảo thủ mà mình chấp trước vậy? Cái đấy nó cũng sinh ra từ tham ái. Cái bảo thủ của nó cũng sinh ra từ tham ái. Do mình dính mắc vào một cái gì đó, nó sinh ra bảo thủ. Ví dụ như là mấy cái người mù sờ voi, những cái người thì bảo con voi nó giống như cột nhà, con voi nó giống như cái quạt ấy. Con voi nó giống như cái chổi. Và cái người nào cũng bảo thủ quan điểm của mình là đúng. Vậy thì cái người mà bảo thủ có nghĩa là chấp một cái gì đó sai mà mình cho là đúng, thì cái đấy mới được gọi là thủ. Còn cái đúng mà mình biết nó là đúng thì còn là thủ nữa không? Cái đúng mà mình biết nó là đúng thì cái đấy nó lại là trí rồi. Nó là trí chứ nó không còn là chấp thủ nữa. Vậy thì cứ cái gì mà nó không đúng mà mình cho là đúng thì cái đấy nó mới là chấp thủ. Thì cái chấp thủ ấy nó cũng sinh ra từ tham ái. Có 6 loại ái: ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc và ái pháp. Đây là 6 cái loại ái. Tham ái đối với hình sắc, tham ái đối với âm thanh, tham ái đối với mùi, tham ái đối với vị, tham ái đối với xúc và tham ái đối với pháp. Thì đấy nó là những cái trần cảnh ở bên ngoài này. Nó gọi là ngũ dục trần này. Sắc thanh hương vị xúc pháp này nó cũng là 5 cái trên, nhưng mà nó được sinh ra ở trong cái ý, sinh ra từ cái ý thức của mình. Do mình ưa thích, do mình dính mắc vào, ưa thích vào những cái này, dính mắc vào những cái này, thì cái đấy được gọi là tham ái. Từ những cái tham ái này nó sinh ra chấp thủ. Có những người tham ái hình sắc, tham ái sắc, ví dụ tham ái sắc, rồi là chấp thủ vào sắc. Tham ái âm thanh, chấp thủ âm thanh, tham ái mùi, chấp thủ mùi, tham ái vị, chấp thủ vị, tham ái xúc, chấp thủ xúc. Có 4 loại thủ. Thế mà mình chấp thủ thì nó có 4 loại thủ. Dục thủ, chấp thủ đối với cảnh ngũ dục. Cái này chấp thủ cái mà mình vừa mới tham ái. Cái 5 cái cảnh mà vừa mới tham ái, 5 cái cảnh trần ấy, mình chấp thủ vào nó. Sắc này là của tôi, âm thanh là của tôi, mùi vị xúc này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Thì đấy nó là chấp thủ về ngũ dục, 5 cái cảnh trần. 5 cảnh trần này. Còn một loại nữa là tà kiến thủ. Chấp thủ tà kiến, không tin nghiệp và quả của nghiệp. Một cái loại chấp thủ. Có người nói là không có nghiệp thiện, không có nghiệp khác, không có các cái hàng hóa sinh, chết rồi là hết. Người làm việc thiện cũng như người làm việc ác chết như nhau. Thì đấy là một cái loại chấp thủ. Chấp thủ mà được gọi là tà kiến thủ. Chấp thủ vào tà kiến. Có người thì chấp thủ vào giới cấm thủ, chấp thủ vào các pháp môn khổ hạnh, mê tín. Nên là cái người đấy ví dụ như là kiêng, người hay là kiêng giữ những cái không đúng, cái không cần thiết ấy. Thì được gọi là tà kiến thủ. Ví dụ người ta kiêng là cái giờ này không thể xuất hành được,
cái ngày hôm nay là không có thể làm việc đại sự được, không có thể tổ chức lễ hỷ lễ hiếu, không có thể tổ chức các cái việc quan trọng được. Thì những cái đấy được gọi là giới cấm thủ. Cái hướng này nó không hợp, cái hướng kia nó không hợp, cái tuổi này với tuổi kia nó không hợp. Thì những cái đấy nó được gọi là giới cấm thủ. Những cái mà tự con người chế định ra những cái quy luật. Những cái quy luật rồi mình tự mình bị dính mắc, tự bị ràng buộc vào những cái quy luật đấy. Hay là quy luật của làng, quy luật của xã, quy luật của gia đình, quy luật của cá nhân mình đặt ra. Thế là mình chấp thủ vào những cái quy luật không cần thiết. Và mình cho rằng phải như thế này, phải sống như tôi thế này mới là đúng. Thì những cái người nào mình đặt ra những cái quy luật không cần thiết, không có lợi ích như thế, thì nó được gọi là chấp thủ vào các cái, chấp thủ gọi là giới cấm thủ. Ngã chấp thủ, đó là chấp thủ vào có một linh hồn bất tử. Như là một cái người mà ngã chấp thủ, người ta cứ nghĩ là chết, sống sao chết vậy, xong là khi chết thì người ta phải cho người chết ấy ăn uống đầy đủ giống như lúc còn sống. Lúc nào người ta cũng phải cúng bái cho ăn, người ta sợ người chết đói. Thì đó là chấp vào một linh hồn, người ta nghĩ rằng cái linh hồn này sẽ còn tồn tại mãi mãi. Ông bà tiên tổ mình chết từ đời nào mình cứ nghĩ là sẽ còn. Còn xong là mình cứ nghĩ là cúng bái như thế rồi ở mình có một cái danh sách dễ dài cái ông bà cụ tổ tiên từ 7 đời đến giờ ấy. Không biết là bao nhiêu, không biết bao nhiêu người nữa mà. Bây giờ cúng bái mình cứ nghĩ là trên này chắc đông người lắm đấy, ông bà nhà mình đông lắm, đang ngồi ăn xào xào trên. Thì cái đấy được gọi là chấp thủ vào có một linh hồn. Mình có nhìn thấy không? Nhưng mà mình cứ chấp vào vậy. Đấy là chấp vào những cái quan điểm ở thế gian. Đấy, chấp thủ có một linh hồn là một cái loại ngã chấp thủ. Chấp thủ có một đấng tạo hóa sinh ra vạn vật. Thì có người thì chấp thủ là có một cái vị thượng đế, người ta có thể ban cho mình phước lành, ban phước lành và có thể trừng phạt. Đấy, gọi là ban ơn giáng họa, một cái đấng thượng đế mà sáng tạo ra tất cả mọi thứ, nhưng mà mình vui mình buồn mình an vui sung sướng cũng là do cái vị đó ban cho, mình khổ đau bất hạnh cũng là do cái vị đó trừng phạt. Thì những cái tôn giáo thần quyền, những cái này được gọi là các tôn giáo thần quyền, thì người ta hay bị chấp thủ với cái này, ta tin rằng có một đấng sáng tạo ra vạn vật, còn tất cả chúng sinh, tất cả sinh linh sống ở trên thế gian đều là cái sản phẩm của vị đó, vị đó muốn cho như thế nào thì được như thế vậy. Người ta muốn cho chết thì phải chết, người ta muốn cho sống thì được sống. Khi chết rồi người ta muốn cho nên cái đấng tạo hóa này cho nên thiên giới thì được nên thiên giới, cho xuống địa ngục thì phải xuống địa ngục. Thế là một cái loại chấp thủ được gọi là hóa sinh trục, chấp thủ có đấng hóa sinh ra vạn vật. Và cái chấp thủ nữa là chấp thủ năm uẩn. Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái chấp thủ cái này thì nó là cái sự dính mắc rất là lớn. Chấp thủ vào chính cái bản thân của mình, vào cái thân, cái tâm của mình. Ví dụ như cái sắc thân này, chấp là đây là sắc của tôi, đây là thân của tôi, đây là thân thể của tôi. Đấy, nhưng mà mình chấp trước nó như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ phân tích bóc tách ra, nó chẳng có cái gì là của mình, chẳng có cái gì là của mình. Nó chỉ là đất nước lửa gió, thọ tưởng hành thức, các cái tâm thức vậy. Nghĩ đây là cái vui, đây là cái niềm vui của tôi, đây là sự nỗi buồn của tôi, đây là tư tưởng của tôi, đây là cái hành động của tôi, đây là việc làm của tôi, đây là cái nhận thức của tôi, đây là hiểu biết của tôi. Thì cái đấy gọi là chấp thủ vào năm uẩn. Đấy là những bốn cái loại chấp thủ này: dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì những cái chấp thủ này thì nó để lại cái nhân đi tái sinh. Cứ còn chấp thủ này thì sẽ còn tiếp tục đi luân hồi. Chấp thủ là còn dính mắc, dính, nó dính chặt nè. Tham ái thì nó mới chỉ là vừa thích thôi. Nhưng mà chấp thủ này là nó bám, nó dính chặt luôn nè. Nó không có rời ra khỏi đối tượng nữa. Tham ái như là con ong, nó thấy bông hoa đẹp, nó đáp đến bông hoa một cái. Còn chấp thủ là nó khi mà nó nếm mật hoa, nó thấy ngon quá thì nó bám chặt ở đấy, nó không chịu rời đi nữa. Từ tham ái sinh ra chấp thủ.
là tham tà kiến, vì hiểu sai sự thật nên mới có tham ái. Ai cũng nghĩ là một cái người có cái hiểu sai đối với chân lý, hiểu là tức là không có thấy được các cái pháp chân đế cho nên mới có tham ái, vì đấy gọi là hiểu sai sự thật. Còn thủ cũng là hiểu sai sự thật, cũng là tham tà kiến, không phải sự thật mà cố chấp cho là sự thật thì đó là chấp thủ. Cái gì nó cũng mà thì ái nó cũng là một cái sự sai lầm sinh ra, thủ nó cũng là một cái quan điểm sai lầm. Thế có người hỏi, có một cái người tham ái, hỏi tại sao lại tham ái, tại sao lại tham ái với cái đó, tại sao mình lại thích cái đấy, tại sao mình lại thích cái này thích cái kia, thì cái người đấy phải có một cái quan điểm gì đó bảo vệ cho cái mà mình đang ưa thích đấy. Bảo vệ cho mình phải có cái quan điểm gì đó bảo vệ cho cái mà mình đang yêu quý, thì cái đấy, cái mà cái quan điểm mà mình bảo vệ đấy thì nó gọi là chấp thủ. Như bây giờ có một cái người mà từ bé lớn chưa có từng tiêu ngoại tệ, rồi có ai cho một đồng tiền đô la, mình chẳng biết đó là cái gì, tưởng là giấy bỏ đi. Nhưng mà có những người khác người ta là biết đây là cái này là có giá trị, người ta cầm, người ta đút túi, bảo sao mày lại cầm nó, tại sao mày lại giữ nó, vứt nó đi. Mà không, cái này rất là quan trọng, rất là có giá trị. Thì cái đấy, cái mà mình bảo thủ, nó chỉ là giấy, đâu nó có giá trị gì, nó không có ăn được, nó không có mặc được, nó không có uống được, nó không có làm gì được. Mà tại sao mình cứ phải giữ nó khư khư? Giữ nó khư khư là làm sao? Bởi vì nó có thể đổi được các cái thứ khác. Thì cái đấy là mình có một cái quan điểm để bảo vệ cho cái mà mình yêu thích, thì cái đấy là chấp thủ, thì cái đấy nó cũng là tà kiến, nó cũng không đúng sự thật. Ái duyên thủ là từ tham ái trở thành chấp thủ. Như khi trở nên tâm tham ái đối với ngũ dục thì gọi là ái dục, lòng tham ái đó trở nên nhiều lần thì gọi là dục thủ. Do vậy tham ái sinh nên chấp thủ sinh, tham ái là nhân mà chấp thủ là quả. Tham ái là cứ cái gì mình yêu quý, mình thích thú, mình gọi là tham ái. Nhưng bây giờ mình thấy, bây giờ mình nhìn lên bầu trời mà ôi trời hôm nay đẹp quá, ôi thích nhỉ, thích nhỉ, trời này đẹp quá, thích nhỉ. Thì có phải là tham ái không trời không? Cái này nó có sinh là tham ái không? Có tham ái. Có ai tham ái, không nào trời đẹp mình thích, không nào trời xấu thì mình sẽ không thích nè. Trời nó đang sầm sùi, đang rét, tự nhiên hôm nay nó ấm, nắng sáng sủa lên, ôi thích quá, hôm nay trời ấm quá, thì ấm quá. Thế mình có tham ái với thời tiết không? Có tham ái với thời tiết, nhưng mà có chấp thủ với thời tiết không? Trời này là của tôi, trời này là tôi, là của tôi phải giữ gìn, tôi phải bảo vệ cái trời này. Thì có chấp thủ được vậy không? Không chấp thủ được. Vậy thì tại sao có cái tham ái nó sinh ra chấp thủ? Tại sao nói là ái duyên cho thủ? Ái duyên cho thủ là cái vấn đề gì? Tại sao đấy? Bây giờ mình nhìn thấy những cái gì đẹp, mình nhìn thấy cái nhà nó đẹp, cái xe nó đẹp thì mình ái, mình thích, rồi mình cố gắng mình kiếm, mình tạo được nó về, mình giữ nó bên mình, thì cái đấy là chấp thủ. Mà tại sao mình nhìn thấy trời đẹp mình không giữ nó bên mình? Nhìn ra ngoài, đi vườn, nhất là đi ra chợ, ra siêu thị, nhìn thấy cái hàng gì nó cũng đẹp, đẹp quá là mình ái, mình thích mình rút tiền ra mình mua, mình về mình giữ gì nó sẽ là của mình. Của mình thì mình phải bảo vệ nó. Thì đấy là từ tham ái sinh ra chấp thủ. Nhưng mà cũng có cái tham ái nó không chấp thủ được. Có cái tham ái nó không chấp thủ được. Cái tham ái gì mà nó mạnh thì nó mới tạo thành chấp thủ. Cái tham ái gì mà nó yếu nó không thành chấp thủ. Nên là tham ái nó được lập đi lập lại. Cái tham ái đấy, và mình có thể chấp giữ được nó. Mình có thể giữ được nó thì nó sinh ra chấp thủ. Mình không giữ được nó không sinh ra chấp thủ. Nhà mình có mấy con chó cưng thì mình quý nó, nhưng mình đi sang nhà hàng xóm nhìn nó chó, hàng xóm mình có quý không? Nhìn nó cũng đẹp nhưng mình không thể chấp thủ nó được. Mình biết nó, mình biết là mình không thể giữ được nó, không thể bảo vệ được nó, không thể chiếm giữ được nó, thì lúc đấy nó không có chấp thủ. Còn nếu mà mình biết là mình có thể chiếm giữ được nó, mình có thể nắm được nó, mình bắt được nó, thì là mình sẽ chấp thủ.
người nghĩ rằng sát sinh không có tội nên họ thản nhiên sát sinh để hưởng thụ món ăn ngon từ thịt của chúng sinh, như vậy là chấp thủ cái gì? Có người bây giờ cái người mà hay đi làm cái việc sát sinh, sát sinh thì cái người đấy tham ái cái gì và hưởng thụ cái gì? Tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Tham ái, nếu mình mà thương chúng sinh, mình tham ái với chúng sinh thì có đi sát sinh không? Vậy thì mình tham ái cái gì mà đi sát sinh? Người tham ái ví dụ là mình yêu quý, mà yêu quý thì không bao giờ là làm khổ cái đối tượng mình yêu quý. Vậy cái người này là sẽ không có tham ái với những cái chúng sinh này, cho nên mới đi sát sinh nhé. Vậy người này tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Tham ái đối với dục ái, tham ái đối với vị ngon, mình tham ái đối với vị ngon, cho nên là mình phải đi sát sinh, đi kiếm để chấp thủ tà kiến là không có quả của nghiệp, mình nghĩ là không có tội, mình chấp thủ như vậy. Nhưng có người bảo đừng có sát sinh là có tội, không có tội, tôi theo tôi là sát sinh không có tội, để tôi bảo vệ cái quan điểm của tôi như vậy, thì cái đấy nó gọi là chấp thủ vào cái quan điểm của mình. Cho nên là vì cái tham ái cho nên là mình phải bảo vệ cái tham ái đấy. Mình thích ăn ngon thì mình phải bảo vệ cái quan điểm ăn ngon đấy, là ăn thịt chúng sinh không có tội gì hết. Thì chết sát sinh để ăn thịt không có tội gì hết. Thì mình có cái tư tưởng như vậy. Tham ái hưởng thụ vị ngon là nhân, chấp thủ tà kiến sát sinh không có tội là quả. Sự thật thì sát sinh là một tội lớn mà mắc quả báo lớn. Thì cái đấy là mình tham ái. Tham ái đối với này, cái vị, tham ái đối với cảnh trần bên ngoài. Có người thích lấy trộm tài sản của người khác, họ chỉ sợ đi tù chứ không sợ vào địa ngục. Cái đấy là nguyên nhân gì? Mấy cái người mà đi ăn trộm thì người ta có sợ địa ngục không? Nó sợ công an, nó sợ bị bắt thôi. Chỉ sợ bị bắt, sợ công an thôi. Chứ còn mấy cái người mà tin có địa ngục thì có dám đi ăn trộm không? Người mà tin có địa ngục thì lại không có sợ công an bằng mấy cái ông cai ngục. Sợ quỷ sứ hơn. Bây giờ cái quỷ sứ với công an thì sợ gì hơn? Nếu ai mà đã từng thấy quỷ sứ rồi thì sẽ không dám, thì sẽ sợ hơn là công an. Công an chưa bằng quỷ sứ. Vậy thì cái này đi tham ái với cái gì mà lại đi ăn trộm, chấp thủ cái gì? Ái duyên thủ là làm sao? Tham ái đối với tài sản đi kèm với chấp thủ là tà kiến, chỉ có nhà tù chứ không có địa ngục. Cái người này là cũng chấp thủ cái quan điểm cái phi hữu ngã, phi hữu, chấp thủ vào cái phi hữu, tức là không có sự hiện hữu, cho nên cứ nghĩ là chết rồi là hết, không còn hiện hữu nữa, cho nên chấp thủ cái tà kiến như vậy, với cái kèm theo với cái lòng tham ái. Mà đi ăn trộm, tham ái lấy trộm tài sản này nhận, chấp thủ không có địa ngục là quả. Sự thật thì địa ngục nhiều hơn nhà tù. Thì mình cứ, do mình cứ tưởng là không có địa ngục, mình chấp trước như vậy. Thì, nhưng mà cái đấy lại không phải là sự thật. Chấp một cái sai sự thật thì được gọi là chấp thủ. Có người phạm tội tà dâm chỉ sợ bị đánh ghen chứ không sợ quả báo. Đấy là nguyên nhân gì? Do tham ái sắc dục đi kèm tà kiến, không có nghiệp là nhân, phạm tà dâm mà không sợ quả báo là quả. Sự thật thì tà dâm là một tội lớn và chịu quả báo lớn. Có người nói dối để được lợi ích từ người khác, chỉ sợ người khác biết mình nói dối chứ không sợ phạm tội nói dối. Vậy thì là ái duyên thủ cái gì? Tham ái cái gì mà nói dối? Chấp thủ cái gì mà lại nói dối? Hành động cái gì nó cũng có ái và có thủ ở đấy. Tham ái với lợi ích của bản thân đi kèm với chấp thủ nói dối không có tội. Chấp thủ nên cố tình nói dối. Tham ái với lợi ích bản thân là nhân mà chấp thủ rằng nói dối không có tội là quả. Sự thật thì nói dối là một tội nặng. Cứ nghĩ lời nói gió thoảng gió bay, đâu sợ gì, nói xong thì đâu có chết ai đâu mà lo. Nhưng mà cái lời nói cũng nguy hiểm. Nói cái lưỡi nó thuộc về một cái loại binh khí miệng lưỡi.
Người nói cũng có thể làm gây ra tai hại. Tuy nhiên người nói nó cũng có quả báo rồi. Vì cái khởi lên cái tâm bất thiện, cái lời nói dối nó đi kèm với những cái tâm bất thiện lớn, cho nên nó để lại cái nghiệp lớn mà nó cũng chịu cái quả báo nặng. Có người uống rượu lâu ngày thành nghiện rượu, khi say rượu rồi thì không biết xấu hổ tội lỗi hay sợ hãi tội lỗi gì nữa, là do nguyên nhân gì? Sao người này lại thích uống rượu? Khi mà uống rượu vào rồi thì không còn thấy sợ hãi nữa, rất là hung hăng. Cái người này do tham ái với mùi vị của rượu nên chấp thủ tà kiến, không sợ hãi tội lỗi. Tham ái với mùi vị của rượu này nhân, chấp thủ tà kiến không xấu hổ, không ghê sợ tội lỗi là quả. Sự thật thì tội lỗi đáng ghê sợ, đáng xấu hổ. Cái người mà uống rượu vào rồi thì người ta không có sợ, không sợ ai hết, không sợ cái gì, không biết xấu hổ, không biết ghê sợ cái gì hết. Bả cái gì cũng nói, bả cái gì cũng làm. Cho nên đó là một cái sự tham ái, từ cái tham ái này sinh ra những cái chấp thủ. Có một số người thường suy nghĩ rằng những người xung quanh ta phần lớn là người xấu, họ làm hại ta, họ đang làm hại ta, họ đã làm hại ta, họ đang làm hại ta, họ sẽ làm hại ta, cho nên thường hay tức giận với mọi người. Đó là do nguyên nhân gì? Có cái ái nó duyên thủ ở trong này là làm sao? Ái thì nó phải là cứ đi với tâm tham. Khi mình tức giận thì nó là tâm sân. Ái thì nó là tâm sao, còn khi mình tức giận rồi thì nó là tâm sân. Vậy trong cái lúc mình khởi lên cái tâm sân đấy, nó có ái không? Có chấp thủ ở trong đấy không? Nó phải, mình phải chấp thủ một cái gì đó, mình phải chấp thủ cái gì đó thì mình mới thân. Không chấp thủ thì mình nó không sân. Mà đã có chấp thủ thì nó phải có tham ái. Nó phải có tham ái nó mới có chấp thủ. Chấp thủ cái gì? Bản thân của mình tồn tại lại. Thế nên vậy đến người ta mới tính sổ thì phải đi chết lại. Tham ái quá nặng với bản thân. Cái người đấy là người ta tham ái về cái bản thân năm uẩn đó, luôn lo lắng và bảo vệ cho bản thân. Thì cái người đấy cũng, cái người mà sân là cái người bảo là cái người này có tính sân, vậy chắc là người ta không có tham, người ta không tham ái. Nhưng mà thực ra cái người sân là cái người rất là tham ái. Tham ái với ai? Người ta tham ái với bản thân. Người ta lại rất là tham ái với cái thân. Người ta nghĩ là cái bản thân của họ rất là quan trọng. Vì nó quan trọng cho nên người ta phải bảo vệ từ xa, đề phòng rất là cao. Thấy ai mà có cái gì đó nguy hiểm với mình là mình phải tấn công trước, tức là đánh đòn phủ đầu từ sớm. Người ta sợ. Cho nên là cái người mà người ta yêu nước ấy, người ta phải đi chinh phạt những nước xung quanh sớm ấy. Không để cho nó ngóc đầu lên, cho nó lên thì nó lại xâm hại mình. Cho nên là người ta quá tham ái với bản thân, cho nên là người ta phải đi chèn ép người khác, người ta phải đi đánh nộ với người khác, người ta không muốn cho ai hơn, người ta sợ bị đe dọa. Vì tham ái với bản thân nên chấp thủ cái ngã kiến, phải nổi sân với người khác để bảo vệ bản thân. Tham ái với bản thân là nhân, chấp thủ ngã kiến bảo vệ bản thân là quả. Chấp thủ cái bản thân, tham ái với bản thân thì cũng chấp thủ cái quan điểm là tôi phải bảo vệ cái bản thân tôi, giống như là tôi phải bảo vệ tổ quốc tôi. Cái người mà càng yêu tổ quốc mình thì mình có yêu được tổ quốc người khác không? Cái người mà càng yêu thì bản thân mình thì có yêu được bản thân người khác nữa không? Có bao nhiêu tình yêu dành hết cho mình rồi, còn đâu mà thương được người khác nữa. Sự thật thì thân này là vô ngã, nó chẳng phải là ta, thì việc gì phải sân hận. Còn bây giờ mình nghĩ là cái thân này đâu có quan trọng gì, thì nó là đất nước nửa gió, nó sống cũng được, chết cũng được, ai đánh được, ai làm gì cũng được. Nó thì cái người này có sân không, nó sẽ đỡ sân đi nhiều. Cái người mà càng cho mình là quan trọng thì càng sân, cái người mà cho mình là giả tạm là bình thường ấy, thì nó ít sân. Tại sao có người lúc nào cũng muốn phải thành công hơn người khác, nên khi thấy người khác được thành công thì khởi lên tức bực khó chịu?
Người lại tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Khi mà mình thấy người khác thành công thì mình tức khó chịu, chỉ sợ người khác hơn mình, lúc nào mình muốn hơn người, nên là mình tham cái gì? Tham ái với bản thân, người này cũng tham ái với bản ngã của mình quá lớn, nên sinh ra chấp thủ vào bản ngã, muốn cái ngã của mình phải hơn người khác. Thấy người khác thành công thì khó chịu. Nhưng tham ái với bản ngã này, nhân chấp thủ bản ngã phải hơn người là quả. Thế cái người đấy nó quá là chấp thủ vào cái tính hơn thua quá. Lúc nào mình cũng so sánh, sinh ra cái tâm so sánh, mình hơn người hay mình bằng người, người ta bằng mình hay người ta hơn mình, cứ so sánh cao thấp như vậy thì nó lại sinh ra cái thấy người ta mà hơn được cái là sinh ra cái ganh tị, cái tức bực khó chịu. Cứ người thấy người khác thành công là khó chịu thì cái đấy là cái người đấy cũng quá là tham ái với bản thân mình. Sự thật thì bản ngã của ta với người đều giả tạo, chẳng có sự hơn thua. Sự thật thì chẳng có gì hơn thua, người ta hơn cái gì, cái đấy nó cũng không thật. Cái thân mình còn chẳng thật, thân người khác cũng không thật, cái mà người ta hơn mình cũng không thật. Nhưng người ta hơn về danh thì cái danh đấy nó cũng là giả tạo. Người ta hơn về tài sản thì cái tài sản đấy nó cũng là giả. Người ta hơn về tài năng, cái tài năng đấy nó cũng là giả, chẳng có gì là thật. Vậy thì chẳng có gì phải ganh tị thì nó mới đúng. Tại sao có người có nhiều tài sản, danh vọng quyền lực thì chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai? Người này tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Dục ái. Tham ái với tài sản, danh vọng quyền lực, sinh ra chấp thủ, muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai. Vì quá tham ái với tài sản, cái đấy nó là tham ái vào cái ngũ dục bên ngoài, cái vật chất bên ngoài. Mình muốn giữ gìn nó, mình quá yêu quý nó thì mình muốn giữ nó cho riêng mình. Ái với tài sản, danh vọng quyền lực là nhân, chấp thủ cho riêng mình là quả. Nhưng bây giờ mình mà có tài sản mà có ai đến xin thì mình sẽ khó chịu. Nếu là có danh vọng mà có ai đó đang cạnh tranh với mình, đang cạnh tranh cái ngôi vị gì đó với mình, cạnh tranh quyền lực với mình, lúc đấy mình mới mình chấp, mình phải bảo vệ cái địa vị của mình. Sự thật thì tài sản, danh vọng, quyền lực chỉ là hư vọng, chẳng thể giữ gìn mãi được. Những cái đấy nó chỉ là hư vọng, nó chỉ là cái tưởng, nó chỉ là cái vọng tưởng của con người. Mình chấp thủ nó thì nó mới là sinh ra, mình chấp giữ nó thì nó sinh ra chấp thủ. Tại sao có người khi làm một việc gì đó mà không thành tựu thì sinh tâm buồn phiền, khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên? Khi mình làm một cái việc gì đó mà nó không thành tựu thì có buồn không? Rất là buồn phiền. Tại sao nó lại thế? Cái lúc ấy nó có tham ái gì không? Nó có chấp thủ cái gì không? Tham ái cái gì? Tham ái với một việc gì đó rồi sinh ra chấp thủ, muốn có được thứ đó. Tức là mình đang làm một cái gì đó, mình đang chạy theo một cái gì đó là mình đang tham ái với cái đấy, đang chạy theo. Nhưng khi không đạt được thì sinh ra thất vọng, buồn phiền, hối hận. Tức là mình đang làm cái gì đó, tức là mình đang tham ái với cái đấy, mình mới cố gắng mình làm cho bằng được. Nhưng mà không được, chấp thủ là phải có được thứ đó, mà nó không thành sự thật thì muốn được cái gì cũng phải tạo nhân, không có nhân mà mong hưởng quả thì suốt đời thất vọng. Tức là có những cái mà mình không đạt được ấy, không đạt được. Nhưng bây giờ có người nhìn lên mặt trăng đẹp quá, cho tôi mặt trăng, không ai có thể lấy được cho mình, sinh ra thất vọng, buồn phiền, khổ đau. Bây giờ có một cái người ta đã chết rồi, thì mình cứ bảo hãy
hãy cứu sống, hãy cứu sống người thân của tôi, hãy làm cho người thân của tôi sống lại, người thân của tôi sống lại. Cái điều đó là sẽ không đạt được, do mình cái lòng tham ái chấp thủ nó quá lớn mà nó không có đạt được, thì mình buồn phiền, than khóc, sự thật. Đấy là những cái mình không thể đạt được. Vì có những cái mình mong cầu với mà nó không tới, quá sức của mình không thể làm được. Thì mình sinh ra thất vọng, thì cái sự thất vọng ấy nó cũng sinh ra từ tham ái, nó sinh ra từ chấp thủ. Tại sao có người siêng năng làm phước thiện với ước muốn được làm người có sức khỏe, sống lâu, an vui và sắc đẹp? Cái người này tại sao người ta đi làm phước, rất là chịu khó làm phước, và khi mà làm phước người ta chỉ hướng tâm đến cái sự mong cầu được sống lâu, được mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp. Người ta tham ái với cái gì, người ta chấp thủ với cái gì? Người đó tham ái với tự ngã, những niềm vui ở cõi người, người đó là có cái tâm dục ái, dục ái đối với cái cảnh ngũ dục của cái cõi người, làm phước thiện ước nguyện là mình được thứ mà mình mong muốn, vì tham ái với những niềm vui ở cõi người là nhân, tham ái với ngũ dục ở cõi người, chấp thủ cho rằng những niềm vui đó là thật, rồi cố gắng làm phước thiện để cầu mong được những cái điều này. Sự thật thì có người này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm thì càng nhiều hơn. Cứ cầu mong những cái niềm vui đấy, nhưng mà những cái niềm vui nó không có thật. Mình chấp thủ và mình cứ nghĩ rằng sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, những cái đấy nó là cao quý, là thật lắm. Nhưng mà thật sự thì cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. Vui thì ít mà khổ thì nhiều. Cho nên mình chấp thủ vào những cái đấy, mình chấp trước vào những cái đấy, chạy theo những cái đấy thì nó lại tạo thành chấp thủ. Có người suy nghĩ niềm vui ở cõi người thân ngắn ngủi giả tạm, lạc thú ở cõi trời mới cao quý, nên siêng năng làm phước và phát nguyện sinh về cõi thiên giới. Có người thì đang nghĩ thế này thì tao ngán phải đâu. Vì tham ái với lạc thú ở cõi trời nên tạo phước là nhân, chấp thủ cho rằng niềm vui đó là cao quý thì đó là lạc quả. Sự thật thì lạc thú ở cõi trời cũng chẳng có gì cao quý, hưởng hết phước rồi lại đọa xuống cõi khổ đau. Nếu mình có thì cuộc sống hàng ngày là có phải là mình đang chạy theo cái niềm vui không? Thường thường mình chạy theo cái niềm vui gì? Mình còn trẻ thì mình khao khát cái gì? Những người còn trẻ bây giờ mình đang hàng ngày mình đang chạy theo cái gì? Đấy thì nó cũng là cái niềm vui ấy. Một có cái người gì, cái người còn trẻ thì chạy theo cái niềm vui của cái người, còn cái người lớn tuổi thì chạy theo niềm vui đâu. Những người lớn tuổi thì chịu khó đi làm phước hơn nè, thì muốn chạy theo cái niềm vui mà sau khi chết ấy. Thì cái người còn trẻ là chạy theo cái niềm vui ở trước mắt, người lớn tuổi rồi là chạy theo cái niềm vui ở tương lai. Thì đấy là chạy theo, những cái đấy là chạy theo gì? Chạy theo tham ái. Mình đang chạy theo tham ái mà, và chạy theo chấp thủ ấy. Mình có tham ái, có chấp thủ. Có người thì chấp thủ cái đời sống của nhân gian này. Mọi cái hoạt động của mình hàng ngày đang chạy theo tham ái và chấp thủ cả. Một người có người thì đang chạy theo tham ái và chấp thủ vào tương lai. Lúc nào mình cũng có cái hy vọng. Có lúc nào mình sống mà là sống mà mình buông xuôi hết đâu. Sống giờ phút nào tôi biết giờ phút đấy. Tôi không cần nghĩ gì đến ngày mai, tôi không cần nghĩ gì đến tương lai, tôi không cần nghĩ gì đến đời sau nữa. Có được cái tâm trạng như vậy không? Sống ở cái giờ phút nào biết giờ phút đấy không? Thì nó có tham ái không? Nếu mình mà biết ngay hiện tại là nó sẽ không có tham ái. Còn chỉ có cái là mình sống ở đây nhưng mà mình ước vọng được ở kia thì nó mới sinh ra tham ái và chấp thủ. Còn sống ở đây mình biết ở đây mình nó sẽ không có chấp thủ. Có người cho rằng cõi thiên giới là cõi vĩnh hằng, muốn sinh về đó thì phải cầu xin một vị chúa tể ở đó cho về mới được, thì là nguyên nhân gì?
Vì nó thì tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì. Nên là ngã chấp thủ thôi. Ngã chấp thủ rằng có một vị thượng đế tham ái đi kèm với chấp thủ tà kiến cho rằng cõi sống vĩnh hằng nên tha thiết cầu nguyện được về cõi đó. Tham ái cõi sống vĩnh hằng với tha thiết cầu nguyện định nhân, chấp thủ tà kiến cho rằng cõi vĩnh hằng đó là thật là quả. Sự thật thì chẳng có cõi nào vĩnh hằng, còn sinh ra thì còn phải chết đi. Có sinh thì phải có tử, không có cái cõi nào vĩnh hằng hết. Một cái người cho rằng có cõi vĩnh hằng để sinh, để cầu nguyện sinh về đấy cũng là chấp thủ có nghĩa là sai lầm. Có người nghĩ rằng người chết rồi vẫn còn linh hồn tồn tại nên người sống phải lập bàn thờ cúng bái. Người chết là nguyên nhân gì? Do tham ái người thân đã chết nên chấp thủ tà kiến cho rằng người chết còn linh hồn đấy, và sinh hoạt như người sống. Tham ái với người thân đã chết rồi cúng bái cho họ ăn là nhân, chấp thủ tà kiến cho rằng linh hồn vẫn còn tồn tại là quả. Nhưng có người hỏi tại sao phải cúng cho người chết? Chết rồi có ăn được không mà cúng? Thì mình phải có một cái quan điểm để bảo vệ cho cái hành động của mình chứ. Người chết vẫn còn, người chết vẫn ăn được. Chứ còn bảo là người chết không ăn được nhưng mà tôi cứ cúng, người ta lại bảo là tôi hơi. Trời ơi sao mà lại phải cúng? Như người Phật tử mà cúng cho Phật thì Phật oan được không? Thì có chấp thủ không? Cái này có chấp thủ không? Chấp thủ vào cúng cho Phật để được phước. Biết là Phật không ăn được nhưng mà dân cúng Phật vẫn có phước. Thì nó vẫn có chấp thủ. Chấp thủ là sẽ được hưởng cái phước ở tương lai. Như vậy thì tham ái nó cũng có cao thượng mà nó cũng có hạ nhiệt. Mà chấp thủ nó cũng thế. Chấp thủ nó cũng có cái chấp thủ nó rất là thấp kém. Có những cái chấp thủ cũng chấp nhận được. Hay như là dân cúng cho Phật là cái người đó biết. Chấp thủ vào cái phước thì nó cũng còn được. Chấp thủ vào cái tà kiến thì mới nguy hiểm. Cho nên là từ thủ nó sinh, nó duyên cho hữu. Hữu là cái hiện hữu ở tương lai. Cái tập chấp thủ cao thượng thì cái hiện hữu cao thượng, mà cái chấp thủ hạ nhiệt thì cái hiện hữu nó sẽ hạ nhiệt. Sự thật thì người chết sẽ tái sinh về các cõi khác nhau tùy theo nghiệp cúng bái, chỉ là một tục lệ chứ không có ai dùng hết. Là một tục lệ thôi. Ai mà cúng bái thì mình phải biết, mình biết cái việc đấy nó chỉ là một cái tục lệ, cho nên mình không quá nặng lòng, không quá nặng, cũng quá nặng vào cái chuyện lễ bái. Thường thường người thế gian là quá nặng lòng về cái chuyện lễ bái, cứ nghĩ là người chết là giống như còn sống. Đa số mọi người cứ đến tuổi trưởng thành trên dưới 20 là kết hôn với một người khác rồi sinh con cái chung sống suốt đời với nhau. Họ cho rằng như vậy là hạnh phúc, thì là tham ái cái gì? Chấp thủ cái gì? Có ai tham ái là chấp thủ cái này không? Có phải vậy không? Tại sao lại thế? Tại sao lớn lên không đi tu? Mà lớn lên là cứ phải đi tìm một cái người khác rồi là tổ chức cái vũ quy là làm sao? Theo như giải thích của bố con là quy luật vận hành của vũ trụ. Bây giờ mày ai cũng làm như mày thì xã hội này được tiệt diệt. Đấy là chấp thủ rồi. Chấp thủ vào trong góc nhìn quy luật vận hành như vậy. Đấy nó cũng là một cái chấp thủ vào một cái tà kiến và một cái nhận định của riêng mình đó. Thế cái người này có cái tham ái nó có mạnh không? Có. Nó bị cái gì nó thôi thúc, bị tham ái ha? Nó chấp thủ cái gì? Do tham ái sắc thanh hương vị xúc với người khác phái nên cứ đến tuổi trưởng thành là đa số mọi người phải kết hôn xây dựng gia đình, vì họ chấp thủ cho rằng phải có gia đình mới hạnh phúc. Tham ái với người khác phái tôi đi xây dựng là nhân, chấp thủ gia đình hạnh phúc là quả. Mà gia đình có hạnh phúc không? Mấy người có gia đình thì có hạnh phúc không? Hạnh phúc cái gì ở trong đấy? Nên là ai mà chưa có gia đình thì cố gắng tránh xa xa cái ổ dịch của khổ đau.
Có một số người thích đi cầu cúng tế lễ và cầu xin các vị thần linh ban tài phát lộc cho bản thân và gia đình là chấp thủ cái gì. Cứ đi đi chùa, đi đền đình miếu mạo để tế lễ đấy, các để nhờ các vị thần linh ban tài phát lộc ấy. Như là đầu năm cuối năm ấy, ta đi đi chùa rất là nhiều. Thì những cái người này là người ta đang tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì. Hành động gì nó cũng có tham ái, nó có chấp thủ. Không có cái việc gì ở trong thế gian nó có tham ái, nó chấp thủ hết. Tham ái hưởng thụ tài lộc đi kèm với chấp thủ rằng có đấng thần linh thiêng liêng phù hộ nên kiến cho một người có thích đi tế lễ cầu xin. Tham ái tài lộc ngành chấp thủ cho rằng có thần linh ban tài phát lộc ngành nhân tham chấp thủ tham ái tài lộc chấp thủ vào đấng ban tài phát lộc ngọc quả chấp thủ là. Nhưng có người hỏi tại sao lại phải đi cầu xin có được không mà đi, thì cái người đó là có đấng thần linh ban cho ấy. Thiêng lắm, ở cái chỗ đấy thiêng lắm, cái đền đấy thiêng lắm, trong bà cuối kho thiêng lắm. Nên đấy người ta cho có nhiều mà kho vàng kho bạc xin gì cũng được, thì cái đấy là do mình phải có chấp thủ mà. Từ tham ái nó sinh ra phải có chấp thủ. Sự thật thì tài lộc là do thiện nghiệp nó chín mùi nó cho quả, chứ các đấng thần linh cũng có quả của nghiệp như mình. Các đấng thần linh người ta giống như mình, người ta phải sống vào nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà lúc nào mà người ta tạo được nhiều nghiệp thiện thì người ta được hưởng cái phước, người ta mà không có nghiệp thiện thì người ta chẳng có phước. Vậy có người mình cũng thế, mình có đang sống vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. Thế bây giờ những cái chúng sinh nó kém phước hơn mình, nó đến nó xin mình có cho. Những cái chúng sinh mà những cái loài súc sinh ấy, nó đói ấy, để mình nhìn thấy con chó nó đói bụng nó long đong nó đến rồi nó cứ nhỏ dãi ra nó nhìn mình ấy, mình có cho ra không? Mấy mình mà đi xin có giống vậy không? Có khi còn bị ăn đòn. Tại sao có người nhàm chán tất cả sự vui buồn khổ nạn ở cõi nhân thiên nên siêng năng thực hành thiền định với mục đích sinh về cõi phạm thiên? Có người thì nhàm chán sự vui buồn khổ nạn ở cõi nhân gian nên thực hành thiền định với mục đích sinh về cõi phạm thiên. Thì cái người này tham ái cái gì, chấp thủ cái gì? Người mà hành thiền thì còn tham ái không? Tham ái với cái gì? Tham ái với cuộc sống an lạc ở cõi phạm thiên nên sinh ra chấp thủ vào sự an lạc ở cõi phạm thiên. Tham ái với phạm thiên thực hành thiền định với mục đích sanh thiên thành nhân, chấp thủ cho rằng cõi phạm thiên thực sự an lạc là quả. Thực sự thì cõi phạm thiên dù thọ mạng và sự an lạc có lâu dài, nhưng khi năng lực của thiền định hết thì cũng vẫn phải đọa trong sinh tử. Trong cái lúc mà nhập định thì nó có tham ái không? Nó không có tham ái. Nhưng mà khi xả ra bắt đầu nó bảo ồ nhập định thật là an lạc, thì lúc đấy nó mới khởi lên tham ái. Cũng như là bây giờ một cái người mà đang bố thí thì trong cái lúc bố thí nó có tham ái không? Bố thí là mình đang rút ở trong ruột mình cho người ta mà. Làm gì nó có tham ái ở đấy, phải không? Nhưng mà khi mình cho xong rồi mình nhập ồ mình là một cái người rất là tốt, rất là hào phóng như thế này, mình cao quý lắm, thì khi mà khởi lên cái tâm đấy nó mới là tham ái. Còn trong cái lúc mình cho là nó là tâm xả thí, nó là một cái tâm rất là cao thượng. Nhưng mà xong rồi mình nghĩ đến cái tâm cao thượng đấy bằng một cái tâm tham ái, thì cái lúc hành thiền nó cũng vậy. Mình nhập định thì là cái tâm nó rất là cao thượng, nhưng mà mình xả thiền ra rồi, nhờ có mình chứng đắc cái thiền này là sau này mình sinh về phạm thiên là mình an vui sung sướng lắm đấy, thì cái tâm đấy lại là tâm tham ái. Có tham ái nào mà không sinh ra chấp thủ không? Có. Có một lần thầy An nói là có những tham ái nó dẫn tới sự kết thúc tham ái.
cái gì mà nó kết thúc tham ái. Con nghĩ rằng thì có thể là có một cái người người ta nghe rằng là họ thực sự là có sự giác ngộ, có sự kết thúc, có khổ đau thì họ có tham ái một cái sự là họ kết thúc tâm khổ đau. Nhưng mà chính trong cái quá trình tu tập dần dần thì họ vẫn nhận ra được nguyên nhân thì họ sẽ đoạn trừ được cái đó. Nhưng bây giờ mình một cái người mà tham ái với giáo pháp thì có giải thoát được? Tham học, tham tu thì cái lúc nó có là tham ái không? Lúc ấy chắc là tham ái nó chuyển thành cái tinh thần. Chúng ta có cái tham ái cao thượng, từ cái tham ái đấy thì nó lại càng đi đến cái cao thượng hơn, thì đi đến cái cao thượng tuyệt đối thì nó sẽ dứt được tham ái, thì nó dứt hết tham ái. Ví dụ bây giờ nó có một cái vị A-la-hán suốt ngày đi hoằng pháp độ sinh, cái vị đó có tham ái với chúng chưa nhỉ? Hết lòng, nhưng mà vì nó sẽ không khởi đến cái tâm tham ái, tâm nó không tham ái, nó cũng là một cái mục tiêu như vậy, cũng cái hành động như vậy, nhưng nó không có tham ái. Nên chỉ có cái khi mà ái nó diệt rồi thì nó chỉ còn lại cái, nó chỉ còn lại cái chánh kiến thôi, nó chỉ còn lại cái trí tuệ thôi. Vì tham ái nó sinh ra từ tà kiến mà, hết tà kiến là hết tham ái. Tham ái nào không sinh ra chấp thủ, chỉ có cái tham ái nào nó quá yếu thì nó không sinh ra chấp thủ. Tham ái ở mức độ thấp, cái mức độ nó rất là thấp, yếu, nó không sinh ra chấp thủ. Một người ngắm trăng đẹp, có ưa thích với trăng nhưng không chấp thủ trăng là của tôi, nên nó không cái có cái tham ái nó không sinh ra chấp thủ. Vì vậy tham ái ở mức độ yếu thì nó không sinh ra chấp thủ, cho nên là có những cái hành động nó không để lại nghiệp để đi tái sinh, không để lại nghiệp. Ví dụ mình nhìn thoáng thoáng qua, nhìn lên trời thấy sao đẹp, nhìn thấy mây bay cũng thích thích, nhưng mà cái đấy nó có để lại nghiệp bất thiện không? Nghiệp thiện nhỉ, không để lại nghiệp gì cả, vì cái tham ái nó quá yếu. Còn cái gì nó đã thành chấp thủ rồi là nó sẽ để lại cái nghiệp đi tái sinh ở tương lai. Cái gì mà nó chưa thành chấp thủ thì nó sẽ không để lại nghiệp, nó thoáng qua một tí là nó hết. Tại sao có người tham ái mạnh là có người lại có tham ái yếu? Vậy tham ái ai như ai không? Khác nhau mà. Có người thì tham ái rất là mạnh, có cái người thì tham ái vừa vừa, có cái người tham ái thì tí xíu. Mức độ tham ái là không có giống nhau. Tại sao thế? Căn cứ vào cái gì mà nó sinh ra cái tham ái khác nhau? Cái người nào có tà kiến mạnh thì có tham ái mạnh, cái hiểu biết càng sai thì tham ái càng nhiều. Tà cái người có chánh kiến mạnh thì tham ái nó yếu. Người có chánh kiến mạnh, ví dụ cái người nào mà người ta mà không được học Phật pháp, người ta chỉ có tà kiến, thì người ta sẽ yêu cái thân này, yêu cái thọ, yêu cái tưởng hành thức này rất là lớn. Nhưng mà cái người mà học rồi biết thì cái thân này là giả, mặc dù mình chưa thấy cái giả của nó nhưng mà mình vẫn hiểu được một phần, thì nó cũng giảm bớt được một chút về tham ái. Tất cả mọi thứ trên trần gian này, khi mà được nghe Phật pháp mình sẽ biết là mọi thứ trên trần gian này nó cũng là pháp hữu vi vô thường giả tạm ấy. Thì đấy là cho có chánh kiến, mình có chánh kiến rồi thì khi mà mình đối diện với những cái cảnh trần mình cũng bớt đi được một phần tham ái. Nhìn thấy cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp mình thấy nó là vô thường giả tạm, thì mình có tham ái nhưng nó cũng nhẹ hơn là cái người mà không có chánh kiến. Người có chánh kiến thì tham ái nó sẽ yếu đi, thì được học Phật pháp thì cái người đấy sẽ tham ái yếu đi, có phải không? Người có chánh kiến yếu thì có tham ái mạnh, người có tà kiến yếu thì có tham ái yếu, người có tà kiến yếu, người có chánh kiến yếu thì có tham ái mạnh, người có tà kiến mạnh thì có tham ái, tà kiến yếu thì tham ái cũng yếu. Tại sao ái lại là nhân của khổ đau? Ái là nhân của khổ đau. Như trong tứ thánh đế đấy, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đấy. Khổ đế, khổ là sinh ra bệnh chết đấy nhá, sầu bi khổ yếu não là khổ ấy. Tập đế là cái, tập đế là ái. Tập đế là ái đấy. Ái là nhân của sầu bi khổ yếu não. Tại sao ái lại là nhân? Thì người ta bảo ái là hạnh phúc mà.
Sao sao ở ngoài đời người ta bảo ái là hạnh phúc. Mà Đức Phật thì lại bảo ái là khổ đau, ái là nhân của khổ đau. Còn ở bên kia thì người ta bảo ái là nhân của hạnh phúc, người ta tình yêu, tình thương. Đấy, thì mới có hạnh phúc, không có tình yêu thương thì làm gì có hạnh phúc. Gia đình là phải có yêu thương nhau thì gia đình đấy mới hạnh phúc. Gia đình yêu thương nhau có hạnh phúc không? Mấy người ở gia đình yêu thương nhau có hạnh phúc không? Thì bây giờ mình nên tán thán, nên khuyến khích nhau yêu thương nhau hay là khuyến khích nhau bỏ yêu thương nhau? Bây giờ nên hướng cho mọi người làm sao đây? Tiếp tục yêu thương hay là dừng yêu thương lại? Để đi đến hạnh phúc thì là phải làm sao? Phát triển từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả, từ là vô lượng, bi là vô lượng, hỷ là vô lượng, xả là vô lượng. Tức là phải bình đẳng tất cả chúng sinh như nhau ấy, thì lúc ấy nó không còn là gia đình nữa, mà tất cả thế gian là gia đình luôn ấy. Từ là không có được yêu một người, từ bi hỷ xả nó không được yêu thương một hai người đâu, mà phải yêu thương tất cả chúng sinh như nhau. Có yêu được vậy không? Ái là nhân của đau khổ ấy. Ái tạo ra sự dính mắc bám víu vào cảnh trần và các pháp hữu vi, và các cảnh trần và các pháp hữu vi thì luôn luôn sinh diệt. Ái nó dính mắc bám víu. Vì vậy tham ái còn thì phải chịu sự sinh diệt, tức là còn phải sinh ra và chết đi. Sinh ra và chết đi là khổ, vì thế ái này tập khổ tập thánh đế hay là nguyên nhân của khổ. Ái là nó chiêu cảm, nó cuốn hút cái tâm thức dính vào những cái cảnh trần, những cái giả tạm mà nó cho là thật. Những cái đấy thì luôn luôn sinh diệt mà nó không thấy được cái tính sinh diệt này, nên là nó mới sinh ra tham ái. Còn người nào nó thấy, cái người nào thấy được tính sinh diệt thì không sinh tham ái. Tính chính sinh diệt, cái gì nó sinh lên nó diệt, nhoàng cái nó chết luôn này, còn gì nữa để mà ái. Mà cái người không có thấy được cái này cho nên rằng là mới